Hoa hậu Ý Nhi gây ngán ngẩm vì kể sai quê hương của vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định. Em nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung. Không chỉ gây tranh cãi vì kể tên mình trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử, hoa hậu Ý Nhi còn mắc lỗi sai nghiêm trọng về kiến thức hiểu biết chung. Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip về Hoa hậu Ý Nhi trả lời phỏng vấn gây tranh cãi. Cụ thể, khi được hỏi kể tên ba người nổi tiếng có quê hương ở Bình Định, Hoa hậu Thế giới Việt Nam lập tức đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung." Câu trả lời của Ý Nhi ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên, việc nàng hậu tự nhận mình là người nổi tiếng quê ở Bình Định, còn nhắc tên mình trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử nên bị cho là thiếu khiêm tốn. Vua Quang Trung quê ở thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thạnh, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, thường gọi là ấp Tây Sơn, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Vua Quang Trung có quê gốc ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, về sau mới chuyển vào Bình Định sống. Câu trả lời gây xôn xao của Hoa hậu Ý Nhi về người nổi tiếng quê Bình Định. Sau đó, cư dân mạng còn tiếp tục phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng trong kiến thức của Miss World Việt Nam. Theo đó, việc nàng hậu cho rằng nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Bình Định là sai kiến thức cơ bản. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh năm 1912, mất năm 1940. Ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình, sau lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cha của Hàn Mặc Tử, ông Nguyễn Văn Toàn, làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở. Vì thế Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau như Sa Kỳ, 1920, Quy Nhơn, Bồng Sơn, 1921 đến 1923, Pelerin, Huế, 1926. Sau nhiều năm phiêu bạt, đến tháng 9 năm 1940, Hàn Mặc Tử quay về Quy Nhơn, vào nhà thương Quy Hòa để điều trị và mất tại đây. Bên cạnh đó, theo các tài liệu lịch sử, vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, sinh ra và lớn lên ở Tây Sơn, Bình Định, nhưng quê gốc ở Nghệ An. Năm 1788, vua cho xây dựng kinh đô tại vùng đất giữa núi Phượng Hoàng và núi Kỳ Lân ở Yên Trường, Châu Lộc, Nghệ An, nay là phường Trung Đô, thành phố Vinh. Trước những lỗi sai kiến thức hiểu biết chung của Hoa hậu Ý Nhi, dân mạng chỉ còn biết cảm thán, hết đỡ nổi, nhà thơ Hàn Mặc Tử nào quê ở Quy Nhơn, nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, đúng là Hoa hậu, đứng đầu cuộc thi nhan sắc chứ không phải quán quân cuộc thi đường lên đỉnh Olympia.